Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhấn bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo mình nhé. Video tất cả các anh em bay random có thể nhận được 300 đô, 30 đến 300 đô USD nha tất cả các bạn. Và mình có thể đầu coi miễn phí cái đồng XRP nha tất cả các anh em. Rồi để tham gia giang của mình, tất cả anh em đến phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Nhấp vào quả dấu gạch nè, bấm vào register nè. Đăng ký thì quá dễ. Cái này mình hướng dẫn cho bạn nào chưa biết nghe tất cả anh em. Cái này con web này bài quảng cáo quá. Rồi dòng đầu anh em điền mail, dòng thứ hai anh em điền password, dòng thứ ba anh em xác nhận password, rồi anh em bấm utility return. Đây thì mình kiếm cái đồng XRP, hiện tại giá của đồng XRP là 0.18 cho một đồng nghe tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào register. Cái đồng Ripple này nó tăng giá. Giờ trong web này cho free, anh em cứ nhận đây. Rồi anh em bấm vào you verify your same mail. Rồi anh em mở cái mail ra để complete mail nha tất cả anh em. Wow, vô một. Rồi cho mình một cái mail nha tất cả anh em. Confirm with com nè. Anh em thông cảm nha, máy mình đứng máy lót chậm quá. Rồi tất cả anh em bấm vào nút email complete nghe tất cả anh em, vì ban đêm mình không có gần wifi được, mạng mình hơi lag, nên mình thấy kèo này cũng ngon quá, mà làm cho tất cả anh em share luôn cho cả anh em luôn. Rồi này tất cả anh em, sau khi anh em vào anh em có được một lượt quay anh em, một anh em quay may mắn anh em chúng nhận được là 10.000 1.588 có cần XRP anh em, tương đương khoảng 300 đô Lucky Number. Anh em có cơ hội là nhận từ 0.00015 đô, 0.33 đô, 30 đô, 300 đô anh em. Rồi đây mình hướng dẫn anh em. Anh em bấm vào một roll. Anh em bấm vào một resort rồi. Rồi tự động nó quay ngay tất cả anh em. Wow, 0.00007. Rồi vậy mình đã trúng được rồi, mình không may mắn nha các anh em. Sau một tiếng đồng hồ anh em vào quay tiếp anh em. Đây thì để em kiếm. Rồi sau khi mình ấy chừng nữa rút tiền, anh em chỉ việc bấm vào nút withdraw rồi. Có cái withdraw này nè. Rồi anh em bắt địa chỉ cái bộ của anh em vào anh em. Phan. Rồi chừng nữa anh em chỉ việc tiền rút tất cả. Anh em min rút là 1.000 XRP nha anh em. Anh em nhập số tiền vào. Anh em nhập cái địa chỉ XRP của tất cả anh em vào, anh em bấm nút rút tiền là tự động về nha tất cả anh em. Vậy video mình kết thúc nha tất cả anh em. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em ạ. Anh em nhớ bấm cho mình xin một like và một subscribe để cho kênh đạt sớm đạt được 1.000 sub nha tất cả anh em.